qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng ơi anh tới, anh đón em về cách tình trăm năm. Đêm năm mơ, ngài làm thơ, thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thầm thờ. Yêu là cưới, chân dưới hai nhà làm xuôi, mù bia che lánh những khách mười ngày có cục cưng lôi.
Chào các bạn, đây là buổi tối ngày 7 tháng 1 năm 2022. Tết cũng cận kề rồi và anh Phi, chị Thư, anh Linh và cô Sáu cũng đang nhập hàng lễ vào lễ Tết đó các bạn. Và anh Phi, chị Thư và anh Linh, cô Sáu đã làm hàng này từ sáng rồi. Từ khoảng tầm 10 giờ sáng là bắt đầu dán tem rồi. Và bây giờ thì khoảng tầm 5 giờ rưỡi cho tới 6 giờ tối thì công việc vẫn còn ở đây. Anh Phi vẫn còn một cái thùng số 8. Vẫn còn cái thùng số 8 và vẫn còn một cái thùng số 11 nha. Chưa có dán tem xong, thùng số 11 này anh Phi sẽ tiếp tục làm tem. Tại vì sáng nay anh Phi mới làm tem có 10 thùng thôi. Và cũng sẽ còn một đợt hàng ngày mai. Ngày mai thì sẽ từ thùng 12 cho tới thùng 22 ha các bạn ha. Và bây giờ thì công việc của một ngày cũng chưa kết thúc đâu các bạn. Tới 9 giờ tối nó mới kết thúc. Nhưng mà clip thì tới đây, anh Phi có vừa có nhanh vừa có chậm để các bạn tưởng tượng được cái công việc của anh Phi một ngày, chị Thư một ngày như thế nào ha. Và anh Phi rất vui được phục vụ các bạn. Các bạn có thể liên lạc với anh Phi theo những cái số điện thoại và Zalo. Mà nhất là đừng có spam nha các bạn. Muốn cái gì thì các bạn cứ hỏi thẳng, anh Phi sẽ trả lời các bạn nhé. Rồi, còn bây giờ thì anh Phi tiếp tục công việc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau nhé. Rồi, những cú chọt cuối cùng của chị Thư đã xong. Và chị Thư vừa mới đạp, chị Thư đã đạp cái con sứa của anh Huy gãy rồi các bạn. Đây, tai nạn cuối ngày. Anh Huy đang để cái chân máy, chị Thư đạp cái rớp rồi xong phim.